Nhà Việt Nam, một tổ chức thiện nguyện được biết tiếng ở khu vực thủ đô nước Mỹ, hôm 5 tháng 6 đã tổ chức chương trình bán áo thun gây quỹ cho cuộc diễn hành của cộng đồng gốc Việt nhân ngày Quốc khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 tới đây. Ngay từ khi bắt đầu chương trình thì đã có rất nhiều người gốc Việt sinh sống trong vùng tới ủng hộ. Theo mọi người, đây là một hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực khi góp phần quảng bá rộng rãi văn hóa Việt tới với các cộng đồng sắc dân khác trên khắp nước Mỹ. Một cái chương trình như vậy thì có rất nhiều chi phí và cộng đồng chúng ta thì cần cái sự giúp đỡ của tất cả các người dân Việt Nam sống trong vùng Washington, Hoa Thịnh Đốn này. Và ngày hôm nay, nhà Việt Nam cộng tác với cộng đồng Việt Nam của vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức buổi bán áo thun để gây quỹ cho cái buổi diễn hành ngày 4 tháng 7 sắp tới đây. Mình ra mình coi có việc gì thì mình ủng hộ, được thì mình ủng hộ. Dạ. Cộng đồng Việt Nam đó. Dạ. Theo những người tham gia tổ chức cuộc diễn hành tới đây, mặc dù khu vực thủ đô Hoa Kỳ rất đa dạng về văn hóa với nhiều sắc dân khác nhau, nhưng không phải cộng đồng sắc dân nào cũng có vinh dự được đi diễn hành tại trung tâm thủ đô Washington DC nhân dịp Quốc khánh Mỹ hàng năm. Cộng đồng gốc Việt ở đây là một cộng đồng lớn với tổng số hơn 60.000 người và có nhiều nét văn hóa hấp dẫn nên đều được mời tham dự chương trình diễn hành lớn này mỗi năm. Thì đúng rồi, vì là cộng đồng Việt Nam ở đây, chúng ta đến đây đó thì mình muốn nói lên với cộng đồng Mỹ là mình đến đây vì tự do, thì nhân cái ngày lễ độc lập là mình muốn nói, ngay cả những cái áo thun bán cũng nói là celebrate freedom, thì chúng ta muốn nói là chúng ta đem cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta sống ở đây và đi diễn hành ở bên DC trong cái ngày lễ July 4 để cho người Mỹ cũng biết rằng người Việt Nam đến đây vì tự do. Những cái xe hoa mà để đi diễn hành đều bắt buộc cần rất là nhiều kinh phí, thành ra chúng tôi tổ chức cái buổi gây quỹ này và mong là cộng đồng Việt Nam sẽ đến ủng hộ rất là nhiều. Ngày Quốc khánh mùng 4 tháng 7 là dịp lễ đặc biệt tại Mỹ. Nhiều chương trình diễn hành lớn và các chương trình bắn pháo hoa được tổ chức ở nhiều nơi, trong đó nổi bật là cuộc diễn hành và bắn pháo hoa tại thủ đô Washington DC. Chương trình diễn hành của cộng đồng gốc Việt thường được nhiều tổ chức thiện nguyện và hội đoàn khác nhau đứng ra tổ chức với sự tham gia của các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, các thế hệ người Việt tiếp nối cùng nhiều loại xe quân sự từng được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trước năm 1975. Thank you.